Xin chào mọi người nhé. Hiện tại thì tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay chúng ta sẽ đi view một cái quán theo tôi là khá độc lạ. Nhìn trên cái bảng kia người ta ghi là âm ti quán. Ở đây thì họ thấy bán thức uống với lại cả cái gì trò chơi à. Nhìn cũng khá là hay. Bây giờ thì thử vào trong xem là trong này nó có những cái gì. Quán này nằm trong hẻm nhá, không có đi ngoài đường mình không nhìn thấy đâu, mà mình lên mạng mình search thì nó mới có. Bắt đầu đi vào trong. Trà sữa nghĩa địa. Ở đây họ trang trí theo cái phong cách gọi là thế giới bên kia. Âm ti quán tarot hữu duyên miễn phí. Đấy. Đây là cái menu của họ trang trí giống như là một cái bia mộ. Thức uống cũng nhiều món phết này. Trà sữa ngũ cốc, hài cốt, trà đào cô đơn, trà vải cô hồn. Toàn những tên nghe rất là kinh dị. Rồi, bắt đầu vào trong xem nào, họ làm một cái rèm che đâu? À đây đây. Ui ôi. Ui. Ui. Ui giật hết cả mình. Rồi, hello mọi người nha. Chào ma nhá. Ôi chào. Ui. Này ma làm này thế ai mà yêu bóng vía chắc có khi vãi đái mất. Đây là phòng khách của ma nha. Đó. Người tham quan nha, rồi từ từ vô chào bà chủ nữa nè. Ừ. Ui ôi, cái này cái gì đây? Làm cái mô hình cái đầu lâu nhìn ớn quá. Ma tên là gì ma ơi? Ma tên là ma khả ái nha. Ma gì? Khả ái. Ái. Ái à? Ái. À. Đó. Ma tên là ái. Rồi bây giờ mời vô cho mọi người vô trong chào bà chủ nè. Rồi. Ui cái này. Kéo rèm ra đi theo tiếng kinh nha. Ừ. Vào đây nghe thấy có cả tiếng tụng kinh ở đâu nè. Có thích nghe kinh lắm. À. Đấy, cái lối đi vào. Bên tay trái là phòng hồng ngộ nha. Nó đi ngoài với các linh hồn. Đấy. Trong này là họ trang trí là những cái ngôi mộ này. Thử vào đây xem cho nào. Đây là mộ của một em bé. Lúc này là ở trong quán là không có ai đâu, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Quán họ vừa mới mở xong nên là mình vào là đầu tiên luôn. Còn đâu nữa ở Mãi ơi? Cái phòng tiếp theo nha, là phòng thờ. Còn đặc biệt nữa, sợ tới đây quầy trái nè. Ở giữa là bà chủ nha. À. Từ từ xem nào.
Ui ôi, chỗ này. Ui đây có cái áo quan, cái quan tài mà hình còn lộ thiên này. Cái gì đây, chân à? Ui làm cái mô hình này trông ớn quá nhỉ. Cái này mà buổi tối mà một mình vào đây thì kinh quá. Ui làm cái mô hình thế này ớn quá. Biết là cái này là mô hình rồi đấy, nếu mà vào ban đầu là cũng quán còn một mình Ma Ái hay còn ai nữa không ở Ma Ái ơi? Còn nhiều lắm nha, sợ không thấy thôi. Kè ngồi một đống kè. Đi một gia đình ngồi kè. Ủa cái này là cái gì đấy? Cái bàn tay à? Mọi người nhìn thấy cái gì nó đứng cạnh tôi không? Vén cái tóc lên xem nào. Anh nào mà yếu bóng vía vào đây chắc là cũng kinh đấy. Ma chào khán giả cả nhá. Đây đây là ở đây như vậy là hết chưa ở mãi ơi? Hết rồi. Cái này là ngôi nhà quen thôi. Tưởng tượng mình đang vô trong ngôi nhà quen có mấy cái mồ mả phòng thờ nha. À. Nhớ ghé thăm tôi nha. Nhất trí rồi đây, mọi người xem xong cái video này thì nếu mà ai thích cái cảm giác mà rùng rợn sợ thì nên đến sớm. Trước 10 giờ sáng khoảng 15 phút thì lúc đó quán bắt đầu chuẩn bị mở và không bị mọi người làm phiền và chỉ có một mình thôi. Thì như cái thời điểm tôi đang quay video này là có một mình này, chưa có một khách nào. Đấy và anh... Đêm mưa ở ngoài kia chắc ế dài dài. Ờ. Ô tư đi. Đấy. Tôi vô ngồi không, tôi xếp vô chỗ ngồi rồi tôi bưng nước. Có. Rồi vô trong kia giùm tôi nha. Ui ôi. Bỏ dép lên kệ giùm tôi. Ok. Đấy, bây giờ thôi, bây giờ mình ra ngoài mình bỏ dép. Dép ở đây nè, bỏ dép đây nè. À đây này. Rồi mình vô trong đó mình ngồi nha. Ok. À, đi trong phòng vô trong trạm luôn. Rồi, rồi. Nữa một cái mộ nào thích thì vô đó ngồi đây thì tôi đi vô. Đã bắt đầu view xong, bây giờ thôi mình ngồi ngồi ở cái mộ ở giữa này đi. Đấy. À, trời. Đấy. Đứng đây là nó có hai cái phòng thông nhau này. Nhìn sang cái căn bên đây nhìn người ta làm cái mô hình cái mộ ở chính giữa nhìn kinh quá. Đấy, mọi người thấy chưa? Bắt đầu đã có nước. Rồi rồi.
Trà đào cô đơn, xô đa ma Việt quốc của ai? Trà đào cô đơn của ai? Nhớ ăn mứt đào nghe ngon lắm nha. Có gì kia ma ơi, tôi xuất hiện nha. Ok. Không? Ừ, giỏi. Chúc gia đình uống ngon miệng. Đấy. Anh bạn ma kia, anh ấy vừa mang nước vào cho đây xem nào. Nó thấy đều lên trước vô nha. Rồi, nhớ rồi. Đấy, ma dặn là nhớ ngoáy đều nước lên trước khi uống nhá. Ma này hay thế. Vừa rồi là tôi đã vào review cái quán âm ti này cho mọi người xem. Có lẽ là ban đầu mới vào thì cũng khá là bỡ ngỡ và cũng có một chút giật mình. Tuy nhiên thì sau một hồi thì cũng quen dần với lại cái không khí của quán. Và một điều nữa thì cái quán này thức uống cũng khá ngon. Có lẽ cái không gian quán này mà ai mà vào buổi tối thì nó sẽ rùng rợn hơn so với không khí buổi sáng như hôm nay. Bây giờ thì tôi xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người.